Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách vẽ các tường hoa gió bằng công cụ Cotton Wool của Revit. Thì để vẽ được những tường hoa gió như thế này hoặc là như thế này chẳng hạn, thì làm thế nào để vẽ những cái tường hoa gió này một cách nhanh chóng và đơn giản, thì chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong tút này đây. Thì trước khi bắt đầu thì mình xin được phép giải thích một ít về công cụ Cotton Wool trong Revit. Thì công cụ này có đầy đủ trong các phiên bản Revit trước, cho nên những bạn nào sử dụng các phiên bản cũ thì không cần phải lo lắng về chuyện thiếu công cụ này. Thì để kết hợp công cụ này thì các bạn kết hợp lên Wool, và ở thanh Property các bạn kéo xuống tìm Cotton Wool. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem Cotton Wool là như thế nào. Thì theo định nghĩa của Cotton Wool thì các bạn có thể tạm hiểu nó như là một tường trang trí không cần chịu lực ở phía bên ngoài công trình và được đặt gắn theo cái hệ kết cấu của công trình. Tuy nhiên với công cụ Cotton Wool thì chúng ta có thể tùy biến nó và đưa nó để sử dụng thành nhiều công cụ khác nhau. Như lần trước thì mình đã hướng dẫn cách sử dụng công cụ Cotton Wool để tạo thành các lam che nắng bằng các mullion của nó. Thì về cơ bản các công cụ các Cotton Wool được hình thành từ ba yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là Cotton Creek, là các lưới bên trong của một Cotton Wool, là các creek này đây, như các bạn đã thấy. Các Cotton Panel là các panel được nằm bên trong mỗi Cotton Wool. Và cuối cùng là các Cotton Mullion, là các công cụ mà các bạn đã dùng để vẽ các lam che nắng ngang hoặc lam che nắng đứng, ví dụ như thế này. Thì để tạo ra các tường hoa gió thì chúng ta sẽ sử dụng các panel của Cotton Wool. Và như các bạn thấy ở đây thì các panel này cũng như là các họa tiết hoa gió thì đều có một đặc điểm là chúng đều là những họa tiết được lặp đi lặp lại trên một bề mặt nào đó. Giống như các bạn thấy ở đây, nhìn thì phức tạp như thế này nhưng thực chất nếu các bạn xem nó như là một Cotton Wool thì nó sẽ trông như thế này đây. Ở đây là chính là những grid và đây chính là những panel. Và tương tự đối với những tường như thế này, đây là các grid và đây là các panel. Rất đơn giản và dễ hiểu đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng việc vẽ hai loại tường hoa gió như thế này để các bạn có thể hiểu hơn về công cụ này. Thì trước tiên là mình vẽ một Cotton Wool nhỏ, kích cỡ là 2m và chiều cao là 2m. Ok. Sau đó mình duplicate, đặt tên là tường hoa gió loại 1. Ok. Và bây giờ mình bắt đầu tạo các curtain panel cho nó. Thì cho rằng ở đây là gạch thẻ, gạch đặc với kích thước là 201 x 100 x 50. Thì rõ ràng mình thấy kích thước của panel ở đây là kích cỡ này là 50, 50 là 100, kích cỡ này là 201. Ở đây có thể chồng nhau là cho là 90 chẳng hạn, thì ở đây sẽ là 300 x 100. Như vậy thì mình sẽ có hệ lưới là 300 x 100. Thì mình cho vertical grid là hệ lưới lưới dọc, tức là các lưới dọc ở đây cách nhau 300, mình cho fixed distance là 300. Và các hệ lưới ngang cách nhau là 100, nên mình sẽ cho fixed distance là 100. Thì như các bạn thấy ở đây, mình được có các hệ lưới này. Các bạn đừng quan tâm những cái panel này vì đây chỉ là những panel được mặc định của Cotton Wool có sẵn. Khi chúng ta tạo Cotton Wool và chúng ta lót vào thì chúng ta sẽ thay thế các panel này bằng các panel của chúng ta. Ok. Bây giờ mình sẽ tạo Cotton Panel loại 1. Thì mình New Family, chọn Cotton Wool Panel, Open. Và mình sẽ vào Exterior. Thì như các bạn đã thấy các đường ở đây, các đường giới hạn phía ngoài này chính là các đường giới hạn của
vertical grid và horizontal grid. Thì như hình trên thì mình thấy là hai viên gạch. Như vậy thì mình sẽ sử dụng công cụ extrude để cho dễ và nhanh gọn. Thì ở đây mình có thể thu các kích thước này về đúng với kích thước mong muốn của mình để cho mình dễ vẽ hơn, là 300, tức là mỗi bên là 150, và kích thước này là 100. Ok, đầu tiên mình vẽ viên gạch thứ nhất. Năm mươi nhân cho 201 như thế này đi, và dày là 100. Sau đó mình tiếp tục vẽ tiếp viên gạch thứ hai. Năm mươi nhân cho 201, bề dày cũng là 100. Finish. Mình đã có hai viên gạch như thế này. Thì để điều chỉnh vật liệu của những viên gạch này thì bạn có thể chọn những viên gạch này và chọn material, và sau đó các bạn gán biến material cho nó, add parameter vật liệu gạch để các bạn có thể hiệu chỉnh ngay trong project. Ok, ok, nó sẽ trở thành biến của các family này, và để các bạn có thể điều chỉnh riêng ở đây. Sau đó các bạn load into project. Thì khi các bạn load vào thì các bạn sẽ không thấy cái thay đổi gì hết, bởi vì mình vẫn chưa đưa những cái panel này vào trong cái tường curtain wall, tường hoa gió loại 1 này. Ở đây các bạn edit type, các bạn chọn curtain panel là family 1, như lúc nãy mình vẽ là family 1. Các bạn ok, thì Revit sẽ đưa các tường hoa gió, các viên gạch này vào đây. Như các bạn thấy, tuy nhiên ở những vị trí như thế này các bạn sẽ thấy là kích thước không đúng. Này thì bị lỗi như thế này thường là do kích thước của tường nó không có chia đều cho các kích thước này. Cho nên ví dụ, cho nên trên thực tế thì khi xây dựng chẳng hạn, thì ở những khu vực này có thể các bạn sẽ phải thay bằng một loại panel khác. Mình ví dụ, sau khi các bạn đã có hàng loạt những viên gạch như thế này, nhưng mà xong rồi các bạn muốn hiệu chỉnh những chỗ đó để cho thành đặc chẳng hạn, thì các bạn có thể có như thế này. Ví dụ mình đổi tên family là gạch loại 2, sau đó mình load vào. Sau đó các bạn đưa chuột về phía những panel bị lỗi này, các bạn ấn nút tab. Rồi sau đó các bạn chọn, các bạn có thể select panel on along vertical grid. Rồi sau đó các bạn unpin cái panel này đi. Và các bạn hiệu chỉnh nó là gạch loại 2. À, xin lỗi các bạn, là vì kích thước của các grid nó không được chính xác lắm. Các bạn khóa vào đây, sau đó các bạn lại tiếp tục khóa vào đây. Tương tự đối với kích thước này, các bạn khóa vào đây, và sau đó các bạn khóa vào đây. Thì khi các bạn log into project và override thì sẽ ra như các bạn muốn. Ok, đây là loại tường hoa gió thứ nhất. Và sau khi các bạn
đưa các panel này vào thì các bạn có thể hiệu chỉnh vật liệu bằng cách đưa chuột vào và ấn tab để chọn panel đó, và các bạn edit type thì các bạn sẽ thấy biến vật liệu gạch ở đây. Thì các bạn có thể gán cho nó một cái vật liệu nào đó, vì nó ví dụ như là vật liệu brick này đi chẳng hạn. À không, vật liệu này thì đây, mình ví dụ như là vật liệu màu này đi. Ok, các bạn đổi sang realistic thì các bạn sẽ thấy có vật liệu giống như là các bạn mong muốn, màu giống như hiển thị vật liệu giống như các bạn mong muốn, ví dụ như thế. Ok, đây là loại curtain wall thứ nhất như hình này. Còn đối với loại curtain wall thứ hai giống như hình này thì cũng tương nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng thực ra cũng tương tự giống curtain wall thứ nhất. Cách vẽ curtain wall loại này cũng khá là đơn giản, đó là các bạn vẽ một cái panel như thế này với các bạn lót vào. Ở đây thì ví dụ như mình cho kích thước ở đây có thể là 200x200 đi. Mình cho kích thước là 200x200 thì mình sẽ vẽ một tường curtain wall mới. Chiều cao cũng với kích thước chiều cao cũng tương tự như trước là 2m đi. 2m. Chiều cao là 2m. Mình đặt tên là tường hoa gió loại 2. Ok. Và fixed distance là 200. Fixed distance là 200. Family ở đây thì mình chưa có nên mình sẽ chọn nên. Ok. Các bạn thấy ở đây là 200x200. Để mình dịch chuyển tường qua đây cho dễ nhìn thấy. Ok. Bây giờ chúng ta vẽ tiếp. Có panel dành cho tường loại 2 thì các bạn chọn new family và sẽ tiếp tục curtain wall panel. Ok, và các bạn chọn vào exterior và các bạn lại hiệu chỉnh các kích thước này. Một trăm cái thứ này là 200. Ok, các bạn sẽ có hình vuông như thế này. Sau đó thì như chúng ta thấy thì mình chờ ở đây mình chỉ vẽ đơn giản thôi là panel như thế này với một cái hình có thể là bán giấy ở trong và những cái đường cong bên trong. Thì các bạn có thể dùng công cụ extrusion để đảm bảo cho các đường line này không nhảy khi các bạn lót vào, thì các bạn có thể khóa nó lại. Sau đó các bạn có thể tìm ra trung điểm ở đây. Các bạn có thể vẽ hình tứ giác nhỏ. Ở đây thì hình vẽ mình chỉ mang tính minh họa thôi nha các bạn, để có thể thao tác cho nhanh. Ok, ví dụ như vậy đi. Và ví dụ như là để tạo thêm màu sắc thêm gì đó thì các bạn có thể bo góc chẳng hạn, ví dụ thế. Các bạn có thể cho chiều dày là 50. Ok, sau đó các bạn load vào project và ở loại tường 2 các bạn edit type và chọn curtain panel là family 2. Các bạn sẽ có tường hoa gió như thế này đây. Thì tùy theo mong muốn của các bạn và các bạn có thể hiệu chỉnh những cái panel tường hoa gió. Nhưng về cơ bản thì cách thức làm tường hoa gió là cũng giống như là gạch hoa gió, là từng block đặt liền kề nhau trên bề mặt lớn. Thì curtain wall ở đây cũng ứng dụng cách tương tự như vậy, đó là sử dụng các panel liên tục được áp dụng trên một bề mặt lớn là bề mặt curtain wall. Thì
Vì mức độ phức tạp của parametric, tức là một yếu tố khác có thể dùng cho các bạn tùy chỉnh các curtain wall và các panel, nên mình sẽ không đưa parametric vào đây, mà mình chỉ hướng dẫn cách đơn giản để các bạn có thể tạo ra những cái curtain wall với những cái kích thước panel mà các bạn đã có sẵn hoặc theo ý các bạn đã thiết kế sẵn. Thì bằng công cụ này thì các bạn có thể vẽ được, mình nghĩ là các bạn có thể vẽ được hầu hết các loại tường hoa gió mà các bạn muốn. Và hy vọng thì công cụ này sẽ giúp ích được các bạn nhiều trong quá trình các bạn vẽ và thiết kế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các tút sau.